Gua apa? Tonti. Lasok. Bây giờ nó có cái vô. Bỏ bây giờ nó tự nhiên là con ai vậy. Cho nó sáng luôn. Bám xong rồi không có để chơi. Hết cây sọc rồi. Bữa cây nhỏ nhỏ kia thằng kia nó đi tốt sạch rồi. Mấy cái phần này nó ấy quá. Về phải thấy là thấy. Bao nhiêu? Nói mở giá đi. Nói tiền đi. Chắc 5 triệu dưới. 5 triệu hả? Bán xong còn cây nào để chơi nữa. Về lại một cây chơi. Đấy, còn một cây thì bán luôn cho. Bán luôn cây. Còn cây bán nốt rồi. Cây bán nốt. Nên dày tí này, cái này khác ngọn rồi. Khoảng mấy phần? Khoảng 16 16, 17 Thế 16, 17 phần vậy đó. Còn mấy cái thân không nữa chứ không? Cái tơ thì đi mất rồi. Chưa có thấy màng hoa chưa em? Chưa gì hết. Nó ấy nhỉ. Nếu mà nó già thì cái cây này nó sẽ dài rồi, nhưng mà nó kiểu cái gốc già nó còn nhỏ nhỏ tí mà nó còn dài được. Nó mới kỳ năm 2. Lá nó sập nhưng mà nó không sập, không sập đất nữa. Nó bị sâu mà chỉ biết là sâu chứ còn nó lợi nữa. Thôn 11 có cái thằng kia, nó có một cây nó xanh, nó dài tầm cái này, nó bán được 2 triệu. Mà em lấy được một cây về, em lấy 3 triệu về, mà về trồng nó chết mất. Thế hả? Nó xanh, cái nó mà, xanh, nó cái xanh sạch, xanh đẹp luôn. Nó xanh mà cái kiểu là cái vạch ở đây kỳ xanh sạch trắng nhỏ. Cái này nó trắng đi, trắng dài đẹp này, các bác thấy không? Là trắng từ ở dưới này lên như này. Ừ. Nhìn trắng rừng rậm. Mà nó chưa biết thế nào được. 3 triệu quân luôn. 3 triệu thì không được. 3 triệu. 3 triệu bán được rồi. 3 triệu thì không được. Rồi 3 triệu nói cái này nó để cho bữa em không lấy thuốc kích dế nên để bên này tí thì mày nó chỉ sọc mấy cái lá này thôi. Nó sọc nhỏ nhỏ thôi, còn trên này nó hết, nó lại hết. Có nhiều cây là sau này nó sẽ sọc đi, nhưng mà có nhiều cây là nó sẽ hết sọc. Mà hết sạch thì hết sọc thì lỗ. Hết sọc thì thôi. Ở đây cũng lên sập kẻ phân thùy mấy giờ mà trên này lại hết đi nhỉ? Trên này là ở dưới này vẫn còn thấy, có khi là do em mờ mờ, nhưng mà ở dưới này là hết, có khi là do không nhìn thấy đó. Do em nó, cái đợt nó mà hết. Em lập cái cây này nó ra ngọt cuối cuối em lập nó che kín quá. Trên này ở đây là vẫn còn nhìn thấy này. Ừ. Nhưng mà trên này nó hết rồi này. Do em che nó kín quá nên nó không sọc được. Thường là nó người ta bỏ ở chỗ hơi nắng nhiều. Thôi ba chay làm luôn nhá em. Ba chay thì chắc không được. À, làm đi. Bán luôn đi. Để làm gì? Ba chay được rồi.